Lễ giỗ đã thu hút hàng ngàn du khách, người dân địa phương đến chiêm bái, thắp hương và thả đèn hoa đăng, cầu quốc thái, dân an, gia đình bình an, hạnh phúc. Em tới đây để tham gia và em có dự định là em sẽ thả hoa đăng ở đây lúc 6 giờ. Em có đăng ký ở đây nè. Em thả hoa đăng với một mong muốn đó là cầu mong một gia đình thật là ấm no, hạnh phúc và công việc mọi thứ rất là suôn sẻ. Em cảm ơn. Lễ giỗ diễn ra 2 ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12 với nhiều phần lễ và hoạt động ý nghĩa. Du khách ngoài thắp hương chiêm bái còn dạo chơi ngắm cảnh biển, rừng Phú Quốc và thưởng thức những món ăn chay miễn phí. Du khách còn xem đêm diễn văn nghệ hào khí Đông A tự tay thả đèn hoa đăng rực rỡ giữa đất trời Phú Quốc vào đêm. Từ đầu năm 2024 đến nay, Phú Quốc đón khoảng 6 triệu lượt khách, khách quốc tế gần 1 triệu lượt. Thành phố này có nhiều điểm du lịch gắn liền với nét đẹp văn hóa tâm linh như Thiền viện Trúc Lâm, Chùa Hộ Quốc. Sắp tới, Phú Quốc sẽ tăng cường quảng bá để khách du lịch trong và ngoài nước biết và đến chơi nhiều hơn.